Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội đã mang lại lợi thế lớn cho đất nước trong việc tiếp cận, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, cách mạng 4.0. Theo Cục An ninh Bộ Công an, tính đến tháng 12 năm 2022, Việt Nam có khoảng 72,2 triệu người dùng Internet, tương đương 73% dân số Việt Nam. Với con số này, Việt Nam là một trong những quốc gia có lượng người dùng Internet hàng đầu thế giới và khu vực châu Á. Nhờ vậy, các hoạt động buôn bán, giao thương, gắn kết cộng đồng có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nên Internet, mạng xã hội tồn tại một số tiêu cực nhất định, nhất là vấn nạn tin giả, tin có nội dung thiếu lành mạnh, phản giáo dục, bôi xấu, vu cáo, kích động bạo lực, v.v. Năm 2022, trên không gian mạng, hàng ngày, hàng giờ đều xuất hiện nhiều thông tin xấu độc, sai sự thật, xuyên tạc, chống phá đảng, nhà nước, chế độ, quân đội, lan truyền với tốc độ cực nhanh trên cộng đồng mạng, phần nào đã tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng, nhận thức trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu. Do vậy, có thể thấy không gian mạng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung. Các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, tổ chức phản động đăng tải, phát tán thông tin xấu độc nhằm tấn công vào nền tảng lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách, vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo tại Việt Nam, tung tin, cắt ghép, pha trộn thông tin thật, giả, thậm chí là bị đặt vu khống liên quan đến đời tư, quan hệ gia đình, sức khỏe, phát biểu của các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhằm chia rẽ nội bộ, làm giảm lòng tin của nhân dân. Lợi dụng các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, các thế lực thù địch tuyên truyền tư tưởng cực đoan, bạo lực, kích động người dân biểu tình, tổ chức phản động lưu vong, chỉ đạo cơ sở trong nước tiếp cận các điểm nóng, hô khẩu hiệu kích động người dân, đưa tin trực tiếp, livestream, phát tán lên không gian mạng tại hiện trường. Lợi dụng những vấn đề liên quan đến các sơ hở, sai phạm và bức xúc xã hội, khoét sâu vào những thiếu sót trong công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, cũng như những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, lợi dụng các vấn đề quân đội làm kinh tế, sử dụng đất quốc phòng, những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính của một số cán bộ quân đội để kích động, chống phá, hòng gây dao động về tư tưởng, thiếu đồng thuận trong xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ máu thịt quân, dân. Thủ đoạn của chúng là triệt để sử dụng các nhóm Facebook, fanpage mang màu sắc chính trị để liên kết móc nối các đối tượng có cùng quan điểm chống đối, bất mãn, thành viên của các tổ chức phản động nhằm đào tạo, huấn luyện, phát triển lực lượng trong nước. Qua đó, dễ dàng đăng tải, phát tán, bình luận nhiều thông tin, bài viết, hình ảnh có nội dung công kích, xuyên tạc, hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Dự báo trong thời gian tới, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng sẽ không ngừng gia tăng với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm, thâm độc, tác động ảnh hưởng hàng ngày, hàng giờ đến tư tưởng, tâm tư, nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân nói chung, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu nói riêng. Vậy cần làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng? Trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thuộc về ai? Là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, chứ không phải là trách nhiệm của một vài tổ chức hay cá nhân riêng lẻ. Như vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc sử dụng tổng hợp các lực lượng và các biện pháp kiên quyết, kiên trì, củng cố bản chất cách mạng và khoa học, phát huy những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời chống lại sự xuyên tạc, phá hoại và cả những nhận thức sai trái của các lực lượng bên ngoài và bên trong, nhằm làm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng thấm sâu, đóng vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của nhân dân. Để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang này, cần có sự vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, trong đó có trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quân khu 5.